cậu nhóc này sinh ra trong gia đình triệu phú, có bảo mẫu chăm sóc, bố là triệu phú tài năng có tiếng, mẹ xinh đẹp tài năng là tiểu thư nhà giàu có. Hôm đó hai người quyết định cho con trai Minh của mình trở thành ngôi sao nhỏ một lần. Thế là họ thuê tới những tay nhiếp ảnh gia tài năng. Nhưng không ngờ nhiếp ảnh gia thật trên đường tới thì bị bắt cóc đi. Và tên bắt cóc tống tiền này đã sớm nhắm tới gia đình giàu có này. Trong lúc đợi họ chụp ảnh tới, mẹ Minh chọn quần áo, sửa soạn thật bài bao cho cậu nhóc. Ba tên cấp phân công công việc như những thợ ảnh chuyên nghiệp, chờ đợi thời cơ tới. Mục tiêu của chúng chính là tên nhóc con kia. Không ngờ lần đầu gặp gỡ, Minh nhỏ đã tặng ngay cho hắn món quà đầy yêu thương. Tên cầm đầu gắng nhịn đau, lấy cớ nói chiếc áo của mẹ Minh không hợp concept, thành công đuổi ba người này đi khỏi hiện trường. Chúng liền bế Minh vào quyển truyện tranh của cậu đi. Thế là âm mưu bắt cóc đã thành công. Lúc này mẹ Minh vẫn đang loay hoay chọn lựa quần áo, đợi tới lúc họ lý hưởng quay lại đến cái bóng người cũng chẳng còn. Trên ghế chỉ có mảnh giấy đòi 5 triệu đô la tiền chuộc. Mẹ Minh đau lòng không ngớt, cô lập tức gọi báo cảnh sát. Bố Minh đang trên đường đi công tác cũng được gọi về nhà. Trong nháy mắt, sảnh chụp ảnh biến thành hiện trường vụ án. Mẹ Minh sửa soạn tính đích thân đi cùng cậu nhóc. May đã ngăn cản cô lại. Minh lúc này được đưa tới nhà của nhóm cướp vì muốn thành công lấy được tiền. Bọn chúng chăm sóc thương lượng cậu nhóc hết sức, thay quần áo cho nhóc xong. Hai tên đàn ông to xác lại thay nhau thử nhiệt độ sữa cho cậu nhóc. Minh thấy vậy liền cười không ngừng vì không để hàng xóm để ý nghi ngờ. Tên cầm đầu ra lệnh cho tên thứ hai du Minh ngủ. Hắn ta cẩn thận bế Minh lên giường. Hắn ra lệnh cho Minh uống sữa rồi đi ngủ mau. Uy hiếp chẳng có hiệu quả gì, không biết làm gì hơn. Tên này chỉ biết xoa lấy cái đầu chọc lóc của mình. Hắn bắt đầu hát. Không ngờ nghe càng hào hứng, hoàn toàn không có ý định đi ngủ. Không còn cách nào khác, hắn ta đành lôi chuyện ra kể. Dỗ một hồi thế nào mà Minh chưa ngủ, hắn ta đã ngủ. Minh ngoan ngoãn ngồi lật cuốn chuyện nhìn ngắm. Đúng lúc này một chú bồ câu bay tới đậu trên bậu cửa sổ. Cảnh này với trong chuyện giống hệt nhau. Minh thấy vậy vừa tò mò vừa vô cùng hào hứng. Cậu nhóc bò qua cửa sổ để đuổi theo bồ câu. Cậu nhóc bò tới cửa thông gió rồi ngó xuống. Nước miếng chảy xuống, vừa hay rơi vào váy tên cầm đầu. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn cái nhìn phát hoảng. Hai người vội vàng chạy ra ngoài. Minh mải miết đuổi theo chim câu. Nhóc bò qua tấm ván bắc qua giữa hai tòa nhà. Tên cầm đầu càng nhìn càng hoảng, vội vàng đuổi theo. Đang định đi qua theo thì bị đầu tiên của ván đập vào cằm. Hai tên còn lại chạy tới, dìu tên cầm đầu cùng nhau nhảy qua tòa nhà bên kia. Người kia thì kiếp đất an toàn rồi, nhưng tên cầm đầu thì không an toàn chút nào, tận hưởng hoàn toàn hương vị của sự kích thích. Đợi tới lúc hai tên còn lại chạy tới xem, tên cầm đầu lúc này đã há mồm trợn mắt ra rồi. Minh bỏ qua dòng người một, nhìn thấy chiếc xe buýt giống như trong chuyện. Đợi tới lúc ba tên bắt cóc phát hiện ra Minh, thì cậu bé đã an vị trên ô tô rời đi rồi. Tên cầm lúc này nào còn đau đớn gì nữa, chúng liền bất chấp lái xe đuổi theo, đi xuyên qua đường tắt, cuối cùng cũng đuổi kịp xe buýt. Lúc này Minh đã trốn trong cái làn đi chợ của bà cô Mập rồi. Ba tên này không dám làm càn đụng tới cô Mập kia, nên chỉ còn cách lén lút theo sau. Không ngờ cô Mập vừa quay người cái, liền tung những cú đấm trời giáng cho bọn chúng. Ba tên cướp đành bỏ chạy. Lúc này Minh lại bỏ ra khỏi làn, nhìn thấy chiếc taxi giống trong chuyện, thế là nhóc bò lên xe luôn. Đợi lúc ba tên cướp đuổi tới nơi, cậu nhóc mặt tỏ ra ngây thơ vô số cậu cười toe, cứ thế vui vẻ rời đi. Xe dừng, Minh bỏ qua gầm xe. Vừa hay cậu nhóc thấy cái sở thú giống được như trong chuyện vẽ, thế là nhóc vội vã bỏ qua đường cái lớn, lại bỏ qua gầm xe, thế mà lại an toàn bỏ tới sở thú. Lúc này ba tên cướp đuổi tới nơi, ba chặn xe cậu cứu thương mới vượt qua đường được. Chỉ thấy ba tên này nhảy qua một cây, nhảy thế nào lại trúng ngay cái hố công trình thi công dở. Cả người toàn buồn xỉn, ba tên hắt cáu lẫn nhau, vừa đi vừa cãi nhau, bắt đầu đôi cổ mặt đỏ hai hồng với nhau. Chỉ tới khi nhìn thấy vết bỏ của Minh, ba tên này mới an tĩnh lại, không tin không bắt được tên nhãi này lại. Ba người liền đuổi theo dấu chân. Minh lúc này lại đang ở chung với Tinh Tinh. Đấy, lớn lên dễ thương, cái hưởng bao nhiêu là ưu đãi. Tinh Tinh lúc này coi Minh như con của mình, đưa tay đút táo cho Minh ăn. Ba tên này thấy vậy mặt nhăn như đít thì cười khổ, sau đó lại cổ vũ Tinh Thân kéo nhóc từ này ra ngoài. Lúc này Tinh Tinh đứng dậy, tay hướng đập xuống một phát, tên cướp liền khóc yếu thì luôn. Lúc này tên cầm đầu liền nảy ra chú ý, hắn ta nhảy múa thu hút sự chú ý của Tinh Tinh. Tên thứ hai liền lấy gậy móc Minh ra. Tinh Tinh sống lần ấy cũng không phải để cho bụng nó dùng sức một chút, thế là tên này bay lên trời luôn. Lần này đành phải để cho tên cầm đầu ra mặt rồi. Canh mãi tới lúc Tinh Tinh và Minh lăn ra ngủ, hắn ta nhẹ nhàng kéo Minh ra. Lần này chẳng tới cực hạn của Tinh Tinh thật rồi, nó gầm lớn lên rồi nhấc bổng tên cầm đầu, sau đó ném hắn vào cái rào trắng trước mặt. Được Tinh Tinh hộ tống, Minh an toàn rời khỏi sở thú. Đám cướp thì chịu đau đớn, nhưng chúng không cam tâm nhìn 5 triệu đô chạy mất, thế là vội vàng lái xe đuổi theo. Tại công viên, bọn chúng cuối cùng cũng tóm được cậu nhóc, nhưng đến lúc này, cảnh sát lại tới mất rồi. Ba người lập tức rời đi, giả vờ ngồi ngắm cảnh trên ghế dài. Tên cầm đầu dùng áo che Minh, tay thì che miệng cậu nhóc. Cảnh sát hỏi bọn họ có biết chủ nhân chiếc xe kia không, nó đang đỗ sai vị trí. Tên cầm đầu vội nói không biết. Lúc này cậu nhóc Minh
Tìm thấy chiếc vật lửa, thế là bật lên đốt vào tay tên cầm đầu. Tên cầm đầu bị thiêu đau mà mặt phải tỏ vẻ không đau, nhưng vẫn cố nhịn đi đau đớn. Đợi mãi đám cảnh sát mới rời đi, hai tên còn lại mới vội vàng giúp hắn dập lửa. Lửa, đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lúc này nhóc thủy tinh quái binh đã bò tới công trường xây dựng. Khi nhìn thấy cái bánh vòng, cậu nhóc liền bò tới ngồi lên mà lấy bánh ăn. Không ngờ thanh sắt được cậu lên trên đầu cao. Lúc này ba tên cướp cũng đuổi tới nơi rồi. Bọn họ đi thang máy đuổi theo binh, kéo kéo đẩy đẩy một hồi, cuối cùng tên thứ hai cũng chịu trèo lên thanh sắt để kéo binh về. Chỉ trách hắn ta quá nặng để xuống xém nữa thì ngã. Thế là binh theo đường đó cứ thế trượt xuống tầng dưới. Bốn tên cầm đầu tính cho tên thứ ba ra kéo lại để cứu tên thứ hai vào. Không ngờ cả hai người đều lơ lửng trên không, biểu diễn tiết mục múa trên không, cuối cùng cũng thuộc tay. Thế là tên thứ ba rơi xuống, rơi trúng tấm ván gỗ ngắt luôn. Lúc này tên cầm đầu lại cứu thành công tên thứ ba. Hắn ta được kéo vào thì ngã đè bẹp đại ca của mình. Hai người đứng dậy vội vàng đuổi theo binh. Lúc này tên thứ hai cũng tỉnh lại. Không ngờ hắn suy sẹo thế, hắn lại tiếp tục bị ngã xuống dưới. Lần này hàng họ lao trúng tấm ván sắt, thực sự không nỡ nhìn. Cứ thế tiếp tục rơi xuống trúng vào đống lửa vừa trộn xong. Tên thứ ba cũng không khá hơn là mấy, bị đẩy ngã lên xe lăn, một đường lăn bánh xuống tầng dưới, rơi thẳng xuống bãi rác. Sau một hồi gào rủa, cuối cùng tên cầm đầu cũng đuổi kịp binh. Không ngờ thì tới miệng rồi còn rơi, hắn dẫm trúng nước miếng của binh, tấm ván bật lên, làm cái búa bay lên đập trúng đầu hắn. Hắn ngồi đom đóm mắt, kéo sợi dây dính dậy nhưng không may, một đám keo vỗ lộn đổ vào người hắn. Tên cầm đầu lập tức gấp như chuột lộ. Đợi hắn phản ứng lại, binh lúc này đã ngồi cậu đi xuống dưới công trình. Tên cầm đầu tức lắm rồi, hắn nhảy xuống đuổi theo. Không may lúc này công trường tan ca, công nhân thu dọn tan làm đúng giờ, tắt hết mọi máy móc, để lại tên cầm đầu lơ lửng trên không. Dưới vẻ đẹp của hoàng hôn, lại lưu lại một chút sầu khổ. Lúc này ba mẹ của nhóc binh cuối cùng cũng nhận được tin tức từ phía cảnh sát, bọn họ điều tra ra dấu vết của nhóc binh. Bảo mẫu vừa nghe liền phát hiện ra, những chỗ nhóc đi qua đều là những chỗ được vẽ trong truyện tranh. Nếu như đoán không nhầm, hiện điểm tiếp theo chắc chắn sẽ là viện dưỡng lão. Cả nhà vội vàng ngồi xe cảnh sát đuổi theo qua đó. Quả nhiên tên nhóc này bò tới đó thật, cậu bé thành công trở thành cháu cưng của các ông lão này. Nhìn thấy bố mẹ vội vàng chạy tới, binh cười tới sán lạn cả mặt mày. Mẹ cậu vội vàng bế cậu lên, cuối cùng cả nhà cũng được đoàn tụ rồi. Lúc này ba tên bắt cóc cũng về tới nhà, bọn chúng bị nhóc binh dọa sợ, thế là quyết định rời khỏi thành phố. Không ngờ lúc binh ngồi xe cảnh sát cùng bố mẹ, nhìn thấy nhà của ba tên cướp, thế là nhóc khóc nháo đòi cuốn chuyện để quên. Cảnh sát lập tức nghi ngờ, thế là họ dẫn người tới bao vây nhà của ba tên bắt cóc. Cuối cùng thì nhóc thì lấy lại được cuốn chuyện của mình, còn ba tên bắt cóc dĩ nhiên là bị bắt lại. Đúng là đám nhóc đang mặc tã thì ghẹo không đổi mà. Đây là bộ phim hài kinh điển Một Ngày Của Bé, được dựng vào năm 1994, nhận được đánh giá cao. Đây cũng là bộ phim trong ký ức đẹp của nhiều người. Thực ra phim có nhiều lỗ hổng, nhưng dù giờ có xem lại thì vẫn bị tình tiết phim chọc cười, vì thế nên nó tạo nên sức cuốn hút của bộ phim.